Má ơi, má ráng ăn chút cháo nghe má. Từ hôm qua tới giờ, má đã không có gì trong bụng rồi. Má, má có giận con thì má cứ đánh con, cứ chửi con đi má. Má cứ như vậy hoài làm sao mà con sống nổi. Má muốn nói chuyện riêng với cậu Út con. Dạ, để con kêu cậu Út. Má muốn nói chuyện riêng với cậu Út. Anh ở lại làm gì? Cậu Út. Gì? Má con nói có chuyện muốn nói với cậu. Có chuyện gì má kêu cậu vậy? Dạ con cũng không biết nữa. Thiệt tình, tao rầu ghê. Đầu đuôi cũng tại cái thằng ông nội này hết nè. Mày thấy mày gây ra chuyện gì chưa? Mày đừng có diễn mặt hiền. Mày á, lô khô á, dắt cái lô mà chạy á. Khổ trăm chiều thiệt chứ. Em qua đó ngồi đi. Anh thương người ta nhiều như vậy, thế nào rồi má cũng chấp nhận thôi. Anh đừng có buồn. Hoàn cảnh của người ta đáng thương lắm. Anh không thể nào để cho người ta phải khổ thêm một lần nữa. Còn em, em không đáng thương sao anh? Thôi, anh cố gắng ở lại thêm vài ngày nữa, cho má vui lòng mà mau bình phục. Rồi sau đó mình sẽ đi lên xã để hủy bỏ tờ giấy kết hôn. Hiền, em sẽ về lại bên nhà. Mọi việc sẽ trở lại như cũ thôi. Em có may cho anh mấy cái áo. Bữa nào anh đi, anh nhớ đem theo nha. Em à, anh biết tội của anh lớn lắm. Bộ chi tính làm gì thiệt hả chị hai? Ừ, đúng vậy. Chị không còn cách nào khác. Cậu Út, cậu phải giúp chị. Chị hai à, giúp chị thì em đâu có nề hà gì. Em chỉ sợ trong chuyện này mình càng làm càng sai đó chị à. Ý của cậu là sao? Thằng Ân nó không thương con Hiền, nó lại có con với người ta. Bây giờ chị biểu em làm vậy, lỡ không giữ chân được thằng Ân thì sao? Còn con Hiền nữa, biết nó có đồng ý cái chuyện này không? Phần con Hiền thì cậu để chị khuyên bảo nó. Cậu chỉ cần làm đúng những gì chị dặn là được rồi. Chị hai à, bộ chị đành lòng bỏ cháu nội chị sao chị hai? Cậu Út, cậu sống với chị mấy chục năm nay, cậu biết chị là người như thế nào mà, phải không? Chị đâu phải là người ác đức mà chia vợ rẻ chồng.
Chị cũng ham muốn có đứa cháu nội để nựng nịu biết chừng nào. Nhưng mà bây giờ chị phải cắn răng làm lơi với giọt máu của thằng Ân. Bằng mọi cách chị phải kéo thằng Ân về với con Hiền. Có như vậy thì giống linh anh chị Tám mới yên lòng siêu thoát. Còn khoảng hơn một tháng nữa má sẽ sanh. Mà sao trong lòng má rối bời, buồn nhiều hơn vui. Còn có Linh Thiên, hãy giúp má đủ mạnh mẽ để vượt qua những ngày tháng kinh khủng này nghe con. Không làm được như vậy đâu má ơi. Sao lại không được con? Con cứ nghe lời má. Mọi chuyện má đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Nhưng má ơi, làm như vậy con thấy tủi thân lắm, lại thấy xấu hổ nữa. Giống như con đi ăn cắp tình yêu của người khác vậy. Tội nghiệp đứa con dâu ngoan hiền lương thiện của má. Con không việc gì phải sợ hết. Xấu hổ là người đàn bà kia xấu hổ chứ. Chính người đàn bà đó đã cướp thằng Ân trên tay của con. Con là vợ chính thức, con có đủ tư cách bảo vệ hạnh phúc gia đình. Là chuyện bất cứ người đàn bà, người vợ nào cũng làm vậy được hết. Má ơi, nhưng người ta đã có con với anh Ân rồi. Anh Ân không thể nào bỏ rơi người ta đâu má ơi. Má thà là từ bỏ thằng Ân, chứ má không chấp nhận người đàn bà đó là con dâu. Nếu mà nó cãi lời má, nó bỏ nó đi, thì má sẽ sống như con. Má chỉ biết có con thôi Hiền à. Má đã thề trước vong linh của ba má con, má đã thề với trời đất, má không thể làm khác được. Má ơi, nghe lời má đi con. Cái bà Tư này bà làm mồi gì đâu mà lâu quá trời quá đất. Thôi, trong thời gian chờ mồi, hai cậu cháu mình bóng bỏng bóng bỏ cái nha. Nè, tối nay cậu cháu mình sẽ dạng bữa đi. Cậu sao vậy? Thường ngày thấy con đi nhậu cậu la con, sao hôm nay tự nhiên cậu lại... Thằng này, bộ mày bị đau bao tử hay sao vậy? Chậm tiêu quá vậy? Bữa nay á, cậu thấy con có tâm trạng buồn, cho phép con uống xả láng luôn. Bây giờ đang đủ tay cậu với con. Uống cái thôi nha. Cái sao được, hết chai này nè. Thôi Tư ơi, xong rồi, xong rồi. Đây trời nè, ơi, tới rồi. Bà này phải chậm ghê hồn thiệt chứ. Đây nè, mới nướng thơm phức nóng hổi, nhậu bắt mồi ve kêu. Làm mồi tốc độ này quá chậm rồi. Xích vô, xích vô. Không cần. Ghế ngồi đi. Rồi uống đi, uống đi. Hồi nãy là mình bóng bỏng bóng bỏ, bây giờ mình chơi quần cái nè. Uống đi con, uống đi. Dạ. Ê, làm ly nữa đi. Đây đây, tôi rót cho. Đây. Rót đi. Đây đây đây. Ôi, thôi được rồi, cô Tư ơi. Đây, Tư rót. Thằng Ân nó sức khỏe nó mạnh lắm. Nè. Mày. Trời ơi, mồi ngon quá mà mày không uống uổng mày. Chấp mạng ly nữa đó. Ừ. Đó. Cậu uống cái nữa thôi nha cậu. Ừ. Mày uống hết cái đi. Ông,
phục vụ văn nghệ cho khí thế. Văn nghệ cho khí thế phải không? Ừ. Hêu hêu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con của Ngọc Hoàng. Nè con, Ngọc Hoàng ngự tại đền vàng, thấy con uống rượu hay hàng lễ rơi. Vô một cái. Tưởng rằng con uống con chơi, ai dè con uống con rơi vô nhị tì. Hay, hay vô 50 thôi. 50, hai cậu cháu mình nha. Con xỉn rồi cậu ơi. Cậu uống hết luôn đi. Vô nữa đi. Tính con. Từ từ này đi. Ông ơi, tôi làm vậy là đúng phải không ông? Bỏ đi giọng máu của thằng Ân, lòng tôi cũng đau lắm ông ơi. Làm như vậy được, mình không thể làm như vậy được, không. Tội nghiệp đứa con dâu ngoan hiền lương thiện của má, con không phải việc gì phải sợ hết á. Xấu hổ là người đàn bà kia mới đáng xấu hổ. Chính người đàn bà đó đã cướp thằng Ân trong tay của con. Con là vợ chính thức, con có đủ tư cách bảo vệ hạnh phúc gia đình, là chuyện mà bất cứ người đàn bà nào, người vợ nào cũng cần phải làm con à. Mình là vợ chính thức, mình có đủ tư cách mà. Mình phải bảo vệ cho hạnh phúc của mình. Mình phải. Dạ. Đây đây vô có chừng té. Những cái gì? Dạ dạ. Mày không có sẵn không? Được rồi. Tao đi mua rượu cho mày uống nữa. Rồi vô đi, để tôi đi lấy thêm mồi. Vô vô sẽ. Đi vô đi coi chừng té bây giờ vậy nè. Vô có sẽ. Đưa nó vô, đưa nó vô. Vô đây đi, cho mày xỉn đây không. Con vô có sẽ, buông ra đi. Trời ơi, ông tránh ra coi. Đây nè, coi nhấc cái chân nó lên. Từ từ, từ từ. Hả? Nhiệm vụ của tôi với bà tới đây là hết rồi. Để cho Hiền nó lo. Chăm sóc cho nó nha con. Con muốn nữa. Vừa dài con muốn nữa. Muốn nữa. Con chưa dễn. Anh nhớ em lắm Thà. Thôi anh nhớ em lắm. Anh hai. Mày cất giấu nó ở đâu? Tôi không có. Tôi không có con. Đi ra ngoài. Đi. Đừng mà. Buông tôi ra. Đi ra ngoài. Tôi nói là tôi không có. Tao biết mày cất giấu ở đâu đây thôi. Anh hai. Không có. Tôi xin anh mà. Tôi xin anh mà, tôi không có. Tránh ra đi đâu. Anh làm ơn đi. Anh làm ơn, tôi không có còn cái gì đâu. Đi. Tránh ra.
Anh hai ơi, tôi van xin anh đó, tôi không còn đồng nào hết trơn á, tôi xin anh mà. Không còn hả? Tao không tính đâu. Anh hai, đừng mà anh hai ơi, anh tha cho tôi đi, tôi xin anh mà anh hai ơi. Anh hai ơi, tôi không có còn đồng nào đâu mà, tôi xin nè. Anh đó. Tao là gì á? Cái tính ký cấp từng đồng từng cắt của mày hả? Không có, tại sao mày ngăn cản tao? Mày gọi em đi, để tao lục soát. Đi ra đi, đi ra, đi ra. Đừng mà. Tôi nói là không có còn đâu mà. Tôi gian anh, tôi lại anh. Trả ra. Trả cho tôi. Trả đi. Tôi xin anh đó, tôi đang nỉ anh mà. Mày em đi. Sắp tới ngày sinh đẻ rồi, anh làm ơn trả nó cho tôi mày đi không mà. Cần lo gì hết á. Có thằng chồng của mày, nó lo cho mẹ của mày hết. Không được. Buông ra. Anh trả vàng lại cho tôi. Trả vàng lại cho tôi đi. Buông tao ra. Vàng. Nè. Chết tôi rồi. Mày đừng có ăn dạ nghe chưa. Hồi nãy giờ tao không có đụng gì tới mày hết nghe chưa. Tôi sắp đẻ rồi. Cái gì? Cứu tôi với. Mày sắp đẻ hả? Đẻ lúc nào không đẻ, đẻ lúc này. Bay không? Có người sắp đẻ nè. Bay không? Mày có sao không? Sao lại là em? Tối hôm qua anh... Anh đừng có lo. Em không buộc anh phải chịu trách nhiệm gì với em hết. Em thương anh, muốn được một lần thật sự làm vợ của anh. Tất cả những gì em phải chịu đựng là do tại em muốn vậy. Hoàn toàn không phải lỗi của anh đâu. Trời ơi, tôi đã gây ra chuyện gì nữa vậy trời? Tại sao vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Trời ơi, chuyện này chưa giải quyết xong là gây ra chuyện khác nữa. Không biết làm sao bây giờ để cậu. Có phải làm sao đây? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Gì mày? Gì giờ tao thấy ghê à? Cậu vậy gì ông nội? Chuyện này liên quan tới cậu có đúng không? Ê, tự nhiên đổ thừa tao làm sao? Mày làm mày chịu chứ. Nhất định chuyện này là do má con với cậu sắp xếp nè. Tại sao tự nhiên tối hôm qua cậu lại rủ cô uống rượu? Mà không đúng, mà phải nói là cậu chuốc rượu cho con say nè. À, con nhớ rồi. Cậu chuốc rượu cho con say. Tại sao cậu làm vậy vậy hả cậu? Con ơi, cậu cũng bắt đắc dĩ thôi. Tha cho cậu đi con. Con ngồi lên đây được chưa? Trời ơi, cậu giết con rồi cậu à. Cậu hiểu lòng con là như thế nào mà cậu? Tại sao cậu lại
lại tiếp tay với má con, đẩy con vô con đường này vậy? Ân à, cậu thật lòng xin lỗi con. Cậu biết con rất khó xử. Còn cậu với má con, cậu với má con cũng đau lòng nhiều lắm Ân à. Con nghe lời cậu đi, lo chu toàn mọi thứ cho người đàn bà ở dưới ghe, rồi rời xa người ta, về với gia đình, với vợ với con đi con. Cậu biết chắc một điều, dù có chết, má con cũng không chấp nhận người đàn bà đó là con dâu. Con nhắm coi, con có từ bỏ má con được không? Con cũng đừng có trách má con. Chị hai làm vậy cũng có cái lý của chị. Cậu là người chứng kiến cái tai họa khủng khiếp hồi 20 năm trước. Ân nghĩa của ba má con Hiền với gia đình mình lớn lắm con à. Nhưng mà tại sao phải bắt con trả ơn? Bằng cách con phải lấy Hiền hả cậu? Thì cậu nghĩ coi, nếu con Hiền lấy phải thằng chồng không ra gì, lười biếng, nhậu nhẹt, vũ phu hay là gì gì đó, thì con có giúp được nó không? Má con đã hứa trước vong linh của ba má con Hiền là đem hạnh phúc lại cho nó. Vì vậy chỉ còn một cách duy nhất là con phải cưới con Hiền, đối xử tốt với nó thôi con à. Nhưng mà con... Cậu biết là con không có yêu con Hiền, mà con yêu con Thà. Nhưng mà con ơi, trên đời này đâu phải ai yêu nhau cũng phải thành vợ chồng với nhau đâu. Còn con của con nữa. Còn con của con thì sao đi hả cậu? Ân à, mày đã được má mày dạy ân đền nghĩa trả, ai biểu mày đèo bồng yêu với đương, rồi bây giờ hậu quả nó tè le hột me hết. Ân à, tuy là cái chuyện này nó cũng hơi ác, nhưng chỉ còn một cách. Mày đưa cho má con nó một số vàng, hoặc là con Thà nó không muốn vướng bận đứa con, thì khi nào sanh ra mày đem đứa nhỏ về đây, tao nuôi cho. Cậu à. Gì? Con sợ cậu luôn á. Ai ơi dòng nhớ trên sông, dòng nhớ trên bờ. Tội nghiệp con trai của má, má còn muốn con được sinh ra trên bờ. Vậy mà rốt cuộc con lại chờ đợi ở đây. Mà lại không có ba ở bên cạnh. Con ơi, con đừng có buồn, đừng có trách ba con. Ba thương má con mình nhiều lắm. Bởi lương duyên đắm chìm vô dòng. Nên ân nợ mình đoạn trường thiên. À, Hiền à, anh không biết phải nói làm sao với em nữa. Thiệt tình là anh không. Anh thấy mình thiệt tệ hại. Anh thấy mình thiệt là có lỗi. Anh thấy mình có lỗi với em hay với người đàn bà kia? Hiền à,
Nếu là với em thì anh đừng có bận tâm. Em đã nói rồi, em không coi đó là lỗi của anh đâu. Nhưng mà Hiền à, tại sao em phải chịu đựng thiệt thòi như vậy hả? Anh không đáng để em phải hy sinh như vậy đâu. Làm lại cuộc đời đi Hiền. Anh biết ở vùng này, ngoài Toàn ra thì còn có rất nhiều người khác tốt hơn anh rất nhiều, xứng đáng hơn anh rất nhiều. Người ta thương em, người ta sẵn sàng để cưới em về làm vợ. Nhưng em thì không thể. Từ khi vừa lớn lên, má em đã nói cho em biết chồng sau này của em là anh. Từ đó đến nay, trong lòng em, trong tâm trí của em, chỉ có mỗi một mình anh thôi anh Ân à. Em đã coi mình là vợ của anh từ lâu lắm rồi. Cho dù anh đối với em ra sao, hơn nữa bây giờ em đã thuộc về anh. Cả đời này em chỉ biết anh là chồng. Hiền, nếu vậy anh xin em hãy coi như là anh đã chết rồi. Em hãy quên anh đi, hãy làm lại cuộc đời đi em. Anh xin em, anh xin em đó. Em không làm được. Nhưng em không ràng buộc anh đâu. Anh đừng có lo.
Con xin má hãy tha tội cho con. Con không thể ở lại nhà như má mong muốn được. Người ta đã sắp tới ngày sinh nở rồi. Con không thể bỏ người ta bơ vơ một mình vậy được đâu má. Vậy thì mày đi đi. Mày bước chân qua khỏi ngưỡng cửa này, coi như kiếp này giữa tao với mày không còn má con gì hết. Con xin thề với trời đất, đời con chỉ có đứa con dâu duy nhất là con Hiền. Nếu thằng Ân không nghe lời dạy biểu của con thà cắt đứt tình mẫu tử với nó. Anh chị Tám, hãy khuyên giảm cho tôi. Nếu không giữ được lời hứa với anh chị, tôi xin trầm mình xuống sông mà tự vẫn. Má, con xin má đừng bắt con phải trở thành người bất nghĩa mà má. Mày đi theo nó, mày mới là bất nghĩa, là thứ bất nhân. Nhờ ai mà mày nên dốc nên hình? Nhờ ai mà mày không lớn cho tới bây giờ chứ? Má mày, cậu mày, vợ mày mà mày còn bỏ được? Mày không còn là con người nữa Ân à. Má, con xin má hãy thương con. Thưa má. Kìa Hiền, con có tội gì mà con phải quỳ? Đứng lên đi con. Má, con xin má đừng làm khó anh Ân, đừng ép buộc anh. Má hãy để cho anh ấy đi đi má. Không được. Má có thể nhân nhượng nó mọi chuyện, nhưng mà riêng cái chuyện này dứt khoát không là không. Má ơi, xin má hãy thương con. Coi như má vì con, má vì con mà để cho anh đi đi má. Người ta sắp sanh rồi, mình không làm gì được đâu má ơi. Đó là tự nó chuốc lấy đau thương. Con nên nhớ, con là con dâu của má, là vợ chính thức của thằng Ân. Con phải giữ lấy hạnh phúc của mình chứ. Nếu trong lòng ảnh có con thì thế nào anh cũng sẽ trở về. Hiền à, má đừng có lo, con sẽ ở lại đây với má. Con sẽ không để cho má phải cô đơn đâu. Trời ơi, tội nghiệp cho con dâu của má. Con xin má, xin mọi người hãy tha tội cho con. Bình tĩnh đi chị hai. Tưởng đâu cực khổ lao đao đi kiếm thằng Ân về được rồi, dụ nó vô chồng được rồi thì yên thân, ai dè đâu. Mà ta nói anh với chị hai cũng hiền lắm. Đã biết nó vậy rồi thì thôi, người ta nhốt nó lại, ta giữ nó trong nhà đi, để nó vậy á. Không có dễ gì đâu cô Tư ơi. Chân nó thì mình có thể cột được,
thân xác nó mình có thể nhốt, nhưng mà trái tim của nó vô phương. Đã biết vậy thôi, anh với chị hai kêu tôi đi kiếm nó về làm chi mất công vậy? Kiếm nó về để nói phải trái cho nó nghe. Nó nghe thôi, đầu hàng nó luôn. Mà tôi nói thiệt nha, con Hiền nó cũng khờ lắm. Chồng mình thì không giữ thì thôi, còn nói chị hai kệ, để cho Ân nó quyết định. Nó muốn đi đâu nó đi. Trời đất ơi, thiệt tình, hiểu không nổi luôn. Cô làm sao cô hiểu được cái người sâu sắc như con Hiền? Tôi thấy con Hiền nó hành động gì cũng hay, cũng khôn ngoan nữa chứ. Hay là hay làm sao? Khôn là khôn làm sao? Đẩy chồng mình vô tay người đàn bà khác là hay với khôn hả? Khôn á. Cô nghĩ đi, nếu lần này con Hiền nhất định không để thằng Ân ra khỏi nhà thì cả đời này thằng Ân sẽ hận nó. Con Hiền bao dung với nó, không cản đường nó, làm cho nó thấy nó nể phục. Nó luôn luôn nó có cảm giác là nó có lỗi với con Hiền. Vì nỗi rai rứt đó, có thể nó sẽ quay về. Ôi, cái chuyện mà thằng Ân á, nó có quay về hay không á, là còn xa xôi mịt mờ lắm, không ai biết trước được. Còn mà gặp tôi đó hả, là tôi cột lại luôn, khỏi có buông đi ha. Bởi vậy? Bởi vậy sao? Bởi vậy gì? Thì sao cô tự biết khỏi tôi làm chi? Ta nói hả, bỏ hết công ăn chuyện làm, bỏ hết buôn bán, mối mang thì mất hết, khách khứa thì bỏ đi, lo công chuyện cho nhà anh, không mang ơn thì thôi, còn nói cái giọng đâm hơi, đâm xuồng bể không à. Cảm ơn. Cảm ơn gì? Cảm ơn cô Tư nhiều nha. Tôi nói thiệt đó, kênh tôi chi tội nghiệp tôi cô Tư. Cảm ơn, không cần. Tôi uống nhanh chính. Tôi hèn quá đúng không Minh Chính? Chú hai nói gì kỳ vậy? Anh em mình ai cũng nghèo khổ như nhau, cái gì mà hèn? Mà tôi nè, tôi là thằng đàn ông sức dài vai rộng, vậy mà tôi đi ăn cướp của một con đàn bà tay yếu chân mềm. Mà người đó là ai? Là con vợ cũ của tôi. Tôi càng nghĩ tôi càng thấy nhục anh Chính. Tôi nhục lắm. Nếu chú biết nhục, sao còn đi làm? Chứ anh nghĩ coi, nếu mà tôi không làm như vậy á, thì tôi lấy tiền đâu đưa cho con vợ mới? Nếu mà tôi không có tiền cho nó hả, là nó đạp tôi trở về sông luôn. Nghe chú kể thì cô vợ cũ là người biết chí thú làm ăn, còn giỏi giang nữa. Sao vợ chồng không ở dưới ghe mà lên bờ chi cho cực khổ vậy? Cuộc đời này sống ở trên ghe coi như suốt cuộc đời của mình giao cho Hà Bá rồi, sung sướng gì đâu mà anh ham. Anh có biết không, con gái của tôi á cũng đã bỏ mạng trên cái sông này nè. Thôi đi, chuyện buồn chú bỏ qua đi. Giờ đã lên bờ rồi, cố gắng làm ăn để có tiền có bạc, khi nào có cơ hội á thì trả nợ cho vợ cũ. Thôi uống đi. Con trai của ba, ba có lỗi với con, ba xin lỗi con. Con tha lỗi cho ba nha con. Tha lỗi cho ba. Đừng anh. Để ba, để con ngủ đi. Một chút xíu nữa con thức rồi thì mặc sức mà. Ba xin lỗi em, anh để em phải một mình cơ cực như vậy. Nhưng mà anh nghĩ không phải lỗi của anh. Anh đừng có tự trách mình như vậy. Chỉ tại con mình nôn nóng muốn gặp ba má, cho nên nó mới ra sớm vậy thôi. Anh nghĩ tới cảnh một mình trong dược cạn như vậy, anh thấy đau lòng lắm. Anh cảm ơn em vì em đã cho anh một thằng bé kháu khỉnh như vậy. Em nè, những ngày qua không có anh chắc em khóc nhiều lắm hả?
Chỉ cần anh quay lại với má con em thì mọi việc đã qua đâu có là gì. Em vui mừng hạnh phúc lắm khi thấy anh quay lại. Em hay lo sợ Du Dao lắm. Em sợ là con mình lớn lên không thấy mặt ba nó. Em nói gì lạ vậy? Làm sao mà anh có thể không trở về được? Vợ anh ở đây, con anh ở đây, làm sao mà anh không quay lại được? Anh, còn má thì sao? Còn vợ chính thức của anh nữa, chị ấy nói sao? Chuyện đó má đã nhất định không chấp nhận em rồi, thì anh đừng có cãi má. Má chỉ có một mình anh, anh không bỏ đi được đâu. Anh cứ về với má đi. Biết anh thương yêu lo lắng cho má con em là em vui và hạnh phúc lắm rồi. Em không có dám đòi hỏi gì thêm đâu. Anh không muốn nghe em nói câu đó. Anh không thể bỏ má con em được. Thì má là người đẻ ra anh, má giận nên má nói vậy thôi, chứ má không thể nào từ bỏ anh được. Vài bữa nữa mình đem thằng nhỏ về, anh tin là má sẽ lập tức nhận má con em. Em tin anh đi, thế nào má con em cũng sẽ được má anh chấp nhận à. Nhưng còn chị ấy, chị ấy thì sao anh? Hiền đã nói với anh là ở lại với má anh để mà bầu bạn. Khi nào má con em về á thì Hiền sẽ trở về nhà của cô. Anh và chị ấy chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi phải không anh? Ừ, chỉ vậy thôi. Chị phải thương anh nhiều lắm mới có thể làm được điều đó. Mấy bữa nay má thấy con ốm đi nhiều đó Hiền. Con ăn uống gì? Không ốm sao được. Ráng ăn cho nhiều vô con. Dạ, con cảm ơn cậu Út. Má với cậu đừng có lo cho con. Con thấy trong người khỏe lắm, không có gì đâu. Làm sao mà má không lo cho con được? Bây giờ con vừa là con dâu, con vừa là con gái của má. Con à, con đừng có buồn. Con tốt như vậy nè, thế nào ông trời cũng bù đắp cho con. Tối nào má cũng thắp nhang vang vái Phật trời, vang vái ba thằng Ân với anh chị Tám, giúp cho thằng Ân nó xây chuyển tâm ý. Hiền à. Dạ. Cậu Út nói điều này con phải ghi nhớ nghe con. Dạ. Cậu Út với má con không muốn con bị thiệt thòi. Cả cậu và má con hết lòng thương yêu con. Nếu con thương thằng Ân, đủ sức ở đây để chờ đợi nó thì không nói làm gì. Nhưng nếu một ngày nào đó con gặp một người nào khác tốt hơn thằng Ân, người đó có thể đem hạnh phúc tới cho con, thì con đừng ngại nói ra nghe Hiền. Cậu với má con cũng sẽ rất vui. Dạ.
Con cảm ơn cậu Út đã nghĩ cho con. Nhưng mà con có nghĩ tới chuyện đó cậu à. Thôi ăn đi. Dòng ba nè, dòng ba nè. Đây nè con, đây nè. Hả? Thằng Tó con giống ai mà dễ thương dữ vậy nè. À, giống ba phải không? Con giống ba, mai mốt về nhà bà nội mà thấy con là bà nội hết giận ba má liền. Mai mốt nha, bà đưa con về với nội, cả nhà mình sẽ lên bờ sống với nội, nghe con trai. Thằng Tó con dễ thương quá. Em nè, anh dạ. Tính như vậy thấy có được không nha? Anh tính sao? Anh tính ngày mai lấy hàng bán lại. Anh sẽ bán hàng, còn em chăm lo cho con thôi. Bây giờ anh cũng buôn bán thành thạo lắm rồi đó nha. Vợ chồng mình vừa buôn bán vừa lui ghe dần vậy. Vài bữa nữa về tới nhà, anh sẽ đưa má con em lên ra mắt má với cậu của anh nhé. Bây giờ má con em chỉ còn biết nương tựa vô anh. Anh tính sao thì má con em nghe vậy. Chỉ có điều anh đã nói là không sao rồi mà. Em đừng có lo lắng quá. Sở dĩ anh ấn ná không đưa má con em về liền, bởi vì anh biết thế nào má cũng la rầy trước à. Anh muốn em cứng cáp hơn một chút để có sức mà chịu đựng với anh. Chuyện đó em lo đã đành, nhưng mà còn chuyện này còn cấp bách hơn nữa nè. Chuyện gì vậy em? Bây giờ vợ chồng mình không còn vốn liếng gì để mua bán nữa. Năm chỉ vàng em chắc mót dành dụm bấy lâu nay, anh hai hỏi anh lấy mất tiêu rồi. Không sao đâu em, anh cũng phải cảm ơn anh hai hỏi. Nếu như bữa đó không có ảnh, một mình em biết phải làm sao đây. Coi như là của đi thay người đi, vợ chồng mình sẽ làm lại từ đầu. Nè em ráng đi, chỉ vài ngày nữa thôi vợ chồng con cái mình sẽ lên bờ rồi. Tối rồi, còn cắt cái gì nữa con? Ủa? Mà con Mai đổ nít cho ai vậy? Dạ, tại còn một ít giả dư. Con Mai sẵn đồ em bé để đó, ai cần thì mình cho người ta thôi má. Con tốt bụng thiệt đó. Ai đời
cả ngày ngồi đau lưng rồi, tối không chịu nghỉ ngơi. Còn bày đặt may sẵn độ nít, ai cần thì cho. Thằng Ân á thì có phước mà lại không biết hưởng. Má, má xin lỗi vì má nhắc tới nó làm con buồn. Thôi kể anh đi má. Má con mình sống với nhau vui vẻ là được rồi, đúng không má? À, khốn nạn vì mình mà đời hiện gian dở, mất đi sự trinh trắng của đời con gái. Biết đâu sau này Hiền sẽ bị chồng trẻ khinh. Tại sao mình không làm chủ được bản thân để gây ra chuyện tài định như vậy chứ? Còn thà, nếu như biết chuyện này, thà cũng sẽ đau lòng lắm. Kẻ khốn nạn, khốn nạn thiệt mà. Mình đáng chết, mình đáng chết lắm. Con ơi, má con mình rồi đây sẽ ra sao? Má lo lắm con ơi. Má biết là ba con cũng đang rất khổ tâm. Cho dù như thế nào thì má con mình cũng không được trách ba con, bởi má biết ba thương má con mình là thật lòng, phải không con? Cùng mình phải vui chứ ba con được yên lòng nghe con. Mày tính mua khô hay mua mắm tự lấy cho? Dạ không phải cô. Hay là ông Út ông nhắn gì Tư hả? Dạ cô không phải. Hay là mày tính rủ tao đi chợ chung? Dạ cũng không. Ủa chứ vậy chứ mày ngoắt tao vô làm chi? Cô Tư, con muốn hỏi cô Tư một chuyện. Chuyện này con không muốn má con với cậu con biết, nên con không dám hỏi cậu. Có gì hỏi Tư nè, tao trả lời cho.
Cô Tư, cô Tư có thể cho con biết bữa trước cô Tư và cậu Út tìm gặp anh Ân ở chỗ nào không cô Tư? Rồi, bữa nay mày tính đi kiếm nó đặng bắt nó về đúng không? Phải rồi con. Trời ơi, mày cứ nín nhịn hiền lành hoài là nó leo lên đầu lên cổ mày nó ngồi. Bây giờ con đi kiếm đi, tao đi kiếm phụ vậy. Con nhỏ đó mà nó dám ho he đụng tới cọng lông chân của mày, tao xử nó không đẹp không lấy tiền. Dạ không, cô Tư hiểu lầm ý con rồi. Con không tới đó để bắt anh Ân về đâu. Chỉ là con có vài chuyện cần nói với ảnh. Vậy thôi hả? Hiện đi đâu nãy giờ em không thấy nó chị hai? Nó xin phép chị lên thăm bạn ở trên thị xã. Chắc là tới chiều nó mới về. Cậu đói chưa? Để dọn cơm cho cậu ăn. Thôi, còn sớm đói khác gì. Chị cứ để cho con Hiền nó đi đây đi đó cho nó khuây khỏa. Chứ suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà hoài, nó buồn tội nghiệp đó chị. Chị cũng biết vậy. Ngặt nổi á là chị sợ nó ra đường bị người ta dòm ngó chọc ghẹo. Biểu cậu đi theo canh chừng giùm, cậu có chịu đâu? Không phải là em không chịu, nhưng mà chị cũng thấy đó. Lúc trước con Hiền nó đi đâu, em cũng tò tò kế bên. Mà làm như vậy con Hiền nó khó chịu, em cũng không được tự nhiên. Bỏ công bỏ chuyện đã đành, em còn lo nữa. Cậu lo cái gì? Em lo miệng đời người ta nghĩ bậy bạ. Em thì chưa vợ, con Hiền có chồng cũng như không. Hai cậu cháu suốt ngày cứ lần quần với nhau. Tại cậu lo xa, chứ ai ở đâu mà nghĩ vậy. Hồi nào tới giờ cậu là người ra sao? Ở xứ này còn lạ gì cậu nữa. Nhưng mà có đó nghe chị, không phải em lo xa đâu. Có người nói bậy rồi đó. Còn cậu nữa, tính ở vậy mình nên tới già hay sao? Cái đó thì không chắc đâu. Chừng nào duyên tới thì em bụp à. Cậu coi lại mình đi. Tóc trên đầu sắp đổi màu rồi kìa. Còn trẻ trung gì đâu mà kén với chọn. Nè, chị thấy cậu ưng cô Tư mắm là nhất rồi đó. Đừng có kén cá chọn canh gì nữa đó. Nữa rồi đó. Mẹ Tư mắm mẹ đút lót gì cho chị mà chị nói vô cho mẹ hoài vậy? Em á là em sợ cái tật nhiều chuyện của mẹ Tư mắm, chị biết không? Cậu để ý làm gì cái tật chung của cánh đàn bà. Với lại á, cô Tư mắm làm nghề buôn bán, phải biết đẩy đưa, buôn chuyện mới bán hàng được chứ cậu. Nè, lấy vợ đi. Lấy vợ cho chị yên tâm. Chứ thằng Ân nó đã như vậy rồi, còn cậu thì như vậy. Nói thiệt nha, chị có chết thì cũng không nhắm mắt. Khổ quá, khi khổng khi không rồi nói ba cái chuyện chết chóc chi vậy không biết. Cái chuyện vợ chồng của thằng Ân còn lạch ạch ra đó. Chị biểm lấy vợ, lòng dạ nào lấy vợ. Chuyện của nó là chuyện của nó, cậu không thể nhập nhằng như vậy được. Cậu cưới vợ rồi sanh con, làm gương cho thằng Ân chứ. Chị thiệt tình chứ, hết ép thằng Ân, bây giờ tới ép em nữa. Chị làm sao thì làm, có chuyện tôi bỏ nhà tôi đi giống như thằng Ân luôn. Em dám? Thì em... Dám không? Không, em không dám liều mạng như thằng Ân đâu. Chị hai ơi, có anh Út ở nhà không vậy chị hai? Đó, thấy không, em nói rồi. Con mẹ này mẹ chết mẹ linh thần sầu quỷ khóc luôn. Mỗi lần nhắc tới mẹ là mẹ xuất hiện liền à. Anh Út ơi, cậu á, ăn nói cho đàng hoàng chút. Có chổng không vậy trời. Dạ chào chị hai. Anh Út nói nghe. Gì? Ra đây mới nói được, ngồi đó sao nói. Cậu,
Ra coi cô Tư cô nói gì. Làm biến thấy sợ luôn, ra nói đi. Gì nói đại đi. Tật không bỏ. Vậy đi. Gì nói đi. Ra ngoài mới nói được. Đi. Vô đây. Ngồi đây tôi nói cho nghe nè. Cái gì mà lôi mà kéo, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Mệt quá à. Giờ này còn thọ thọ nữa. Ngồi xuống tôi nói cho nghe. Nghe tôi nói chuyện nè. Chuyện gì? Chuyện gì nói chổng được, sao mà lâu tôi ra tới ngoài này dữ vậy? Anh biết chuyện gì chưa? Rồi. Ủa tôi chưa nói mà sao biết? Trả lời vậy cho bỏ ghét. Trời ơi, thiệt tình luôn à. Ê, bực mình. Đau rồi nha. Xin lỗi. Có chuyện gì nói đại đi. Dụ dỗ tôi ra đây vắng vẻ hay tính dở trò sàm sỡ hay gì đây? Không thèm. Nói chuyện đàng hoàng nè. Tôi nghi á, còn Hiền đi kiếm thằng Ân. Hả? Tới rồi, lên đi cô. Dạ em cảm ơn anh. Đây ngồi chơi với má con em nè. Anh sắp xong rồi. Anh lên liền đây. Ui da. Cái gì vậy anh? Anh cầm cái nắp nồi nó nóng quá, làm anh phỏng. Thôi thôi thôi, anh ra đây ẩm con giùm em đi. Để em vô nấu cho. Không sao đâu, anh làm được mà. Ừ, không sao đâu, phải nấu một tí thôi à. Ai, bà còn hư thiệt là hư nha. Không có biết nấu cơm gì hết à. Đâu, đưa tay cho em coi coi. Anh có sao đâu, em làm gì em lo lắng quá vậy. Thôi nha, mai mốt để em làm đó. Còn anh á thì phải giữ con, để em nấu cơm. Trời ơi, trên đời như thế ai đời để chồng ẵm con, vợ làm việc nhà bao giờ đâu em. Đây là ghe chứ có phải là nhà đâu. Để anh làm em lo đủ thứ à. Ừ, đúng không con hả? Nè, sợ ba đứt tay nè, là sợ ba bị phỏng nè. Ồ, phải không? Cái ghe có chút xíu, đi ra đi vô còn dướng díu. Anh là đàn ông con trai, thay làm việc nhà lóng ngóng không à. Trời đất ơi, em ngó thấy mà mắc cười muốn chết đi à. Thiệt tình là hồi nào tới giờ anh không có vô bếp. Lúc anh ở nhà á, nín nín con ngoan, con ngoan mới thương con nè, thương con nè, sắp khóc vậy nè, ngoan mới thương nè, ngoan mới thương con nha. Bà đi vô trong dặn dò cho con ngủ nha. À, con buồn ngủ rồi phải không? Ba ơi ba dặn dò cho con ngủ nghe ba. Thương thương má thương má thương con. Ba hư quá dặn dò mà lâu quá rồi để con khóc vậy nè. Để em đưa con vô ngủ, hết nước tương rồi đó. Anh lên bờ đi mua nước tương đi. Ừ, anh đi đi. Có mang tiền chưa vậy? Anh có rồi. Vô ngủ con nha. Đời gieo khóc biệt ngàn sao, bởi duyên không tròn, lên tiếng sầu mộng tàn. Buồn ngậm ngùi mau
hoài. Mắt sâu buồn len cửa huyệt hoàng hôn, dẫu sông tương cạn lòng ta ước vẹn mộng. Chiều phòng lông ngồi tựa đêm quang nghiệp già sầu, lệ phấn kỳ thấp theo trang đài, dòng nhớ ơi lòng đau trí vàng u hoài. Mắt sâu buồn len cửa huyệt hoàng hôn, dẫu sông tương cạn lòng ta ước vẹn mộng vàng. Mắt sâu buồn len cửa huyệt hoàng hôn, dẫu sông. Con của má là giỏi nhất rồi. Con mình ngủ rồi em. Con ngủ rồi. Em, cái này ở đâu vậy? Cái gì vậy? Anh không biết nữa. Anh lấy nó đâu? Anh mở ra thử coi. Là Hiền rồi. Hiền à, Hiền à, Hiền, Hiền à, Hiền, Hiền ơi, Hiền, Hiền ơi, Hiền ơi, Hiền, Hiền ơi. Em ở đâu rồi? Em đâu rồi Hiền ơi? Tới rồi cô. Cô ấy đâu có lòng. Em lấy cho con mình mặc đi. Chắc là chị ấy đau khổ lắm. Tấm lòng của chị ấy bao la như vậy, em thấy mình càng tội lỗi hơn. Người mắc tội với Hiền là anh, chứ không phải em đâu. Em là người thứ ba xen vô giữa anh và chị, làm sao mà không có tội cho được. Thôi,
Kiếp sau anh sẽ trả cho cô ấy. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh à. Sao em? Bữa trước anh tính sẽ đưa em về chịu tội với má và cậu. Ừ, cũng vài ngày nữa thôi. Nhưng mà bây giờ em suy nghĩ kỹ rồi, em không nên đường đột như vậy. Khi nào mà chị ấy gọi trong nhà của anh, em không có quyền gì mà đặt chân tới hết. Kìa Tha, em cũng thấy rồi đó, Hiền là một người biết thông cảm. Cô ấy sẽ không làm gì khó má con em đâu. Em không có sợ chị ấy làm khó, em chỉ sợ chị ấy đau lòng. Thôi được rồi, nếu như em nói vậy thủng thẳng mình về cũng được. Chắc chắn là cô ấy sẽ nản lòng mà từ bỏ anh thôi. Đàn bà khi thương ai, họ sẽ thương lâu lắm anh à. Họ không cần biết là có được thương lại hay không, chỉ cần người mình thương được hạnh phúc là họ cũng vui rồi. Thấy trong người sao rồi con? Chắc là con bị say nắng thôi. Con nằm nghỉ một chút sẽ khỏe lại thôi. Má đừng lo cho con nghe má. Sao má không lo cho con được chứ? Từ hồi nhỏ tới lớn chưa bao giờ mà thấy con như vậy hết á. Người như không còn sức lực gì hết á. Bây giờ con ráng ngồi dậy đi, má lấy cháo cho con ăn. Một lát nữa con sẽ ăn sao? Bây giờ con mệt lắm, con muốn ngủ một chút thôi má à. Thôi được rồi, con ngủ đi. Má ra ngoài, một lát nữa má vô má thăm chừng con. Dạ. Ủa chị hai? Chị lo quá à cậu Út. Chuyện gì nữa chị lo? Không biết xảy ra chuyện gì mà con Hiền từ lúc về nhà tới giờ đó hả, nó nằm bẹp à, không có khí sắc gì hết á. Em biết rồi. Cậu biết chuyện gì xảy ra cho con Hiền hả? Chuyện gì vậy? Cậu nói cho chị nghe đi. Con Hiền nó mới đi gặp thằng Ân về. Nó đi gặp thằng Ân? Ừ. Sao cậu biết? Thì cô Tư mắm thèo lẻo cho em biết chứ ai. Con Hiền nó hỏi thăm cổ là thằng Ân ở chỗ nào. Nó lỡ tới đó. Trời đất ơi, con nhỏ này thiệt là dại á. Tới đó làm gì cho thêm đau lòng. Thôi, chị vô nhà chị nói chuyện an ủi với nó. Thôi. Chị để con Hiền nó nằm trong đó một mình đi. Lúc này chắc nó chưa muốn nói chuyện với ai đâu. Bây giờ chị biết làm sao hả cậu Út? Em cũng không biết làm sao. Giờ mọi chuyện chỉ do hai đứa tụi nó quyết định thôi. Không được. Chị nhất định không cho thằng Ân tự tung tự tác. Nó muốn làm gì thì làm. Cái nhà này sao hết chuyện này tới chuyện kia, không biết chừng nào mới yên ổn được. Anh cũng đã nói hết bụng dạ cho Hiền hiểu rồi. Việc anh bỏ đi trong ngày cưới đã xác định rõ ràng tình cảm của anh. Nhưng mà đám cưới vẫn diễn ra dù không có chú rể. Điều đó chứng tỏ chị ấy thương anh rất nhiều. Chỉ có tình thương vô cùng mạnh mẽ mới có thể vượt qua những lời gièm pha dị nghị. Chị ấy vẫn ở nhà chăm sóc má với cậu.
Con nghĩ là chị ấy vẫn chờ một ngày nào đó anh sẽ quay trở về. Nợ của người lớn anh chưa trả được, bây giờ lại còn thêm món nợ này nữa. Em thấy chị ấy thiệt thòi nhiều quá. Em thì ít ra còn có anh, còn chị thì... Tình cảm chứ có phải rượu trong bằng nhậu đâu. Mà muốn rót chai thì rót. Đôi khi chúng ta phải biết nhắm mắt mà sống. Anh à, em thật lòng không muốn anh phải đau khổ dằn vặt. Nếu như anh bắt buộc phải về với chị ấy để làm tròn bổn phận, để đền đáp ân nghĩa sinh thành, anh cứ về đi, em không có cản đâu. Anh cũng đừng có vì má con em mà mang tội bất hiếu nha anh. Em khờ quá, không được nói những lời như vậy nữa, biết chưa? Trời ơi, mình là một kẻ không ra gì, tại sao cả Hiền và Thà đều yêu thương mình đến vậy, bao dung đến vậy chứ? Mình có xứng đáng đâu. Cảm ơn em. Mấy bữa rày á, sao không thấy anh ghé quán của em? Ao cá nước bị nhiễm phèn, cá nổi lên bệnh, anh chạy gác dò lên cũ. Rồi bữa nay nó ổn chứ anh? Ổn rồi, xem chút bị mất trắng. Cô Tư hả? Cô Tư đi đâu trưa nắng vậy? Đi đem khô qua cho bà Mười bá lựa. Dạ. Thôi đi nghe. À, cô Tư, cô Tư. Hả? Cô Tư ghé quán con chờ xíu đi. Ghé rồi đi hả? Hả? Từ từ tao đi. Vô đây, vô đây. Giờ. Tư uống gì? Con lấy cho. Khát nước quá, lấy ly trà đá đường đi. Dạ, ờ. Để con nghe. Ờ. Khô cá trà hả Tư? Cá trà. Nhìn ngon quá ha. Ừ, mua không? Trời ơi, cá tôi đầy kìa. Muốn ăn thì vớt lên ăn thôi. Vậy hỏi gì? Mà hôm nay hết chuyện tám rồi hay sao mà đi qua đây rảnh rỗi nước vậy? Ôi, chuyện tao cả kho. Mày muốn nghe chuyện gì tao nói cho nghe. Nước của Tư nè. Rồi, cảm ơn nghe. Dạ. Ủa, khô Tư chưa bán hay sao mà còn đầy rỗi vậy Tư? Ta nói cái tội dạy trai nói ra măng nhục. Ta nói lu bu cái chuyện bên nhà ông Út thợ mộc á. Dạ. Rồi cái quên cái vụ mà hẹn bà Mười nè. Dạ. Rồi bây giờ mới đem khô qua cho bà Lựa. Bà có nhà đâu, bà đi rồi. Rồi bây giờ ôm về, chị ôm qua cho bà Lựa tiếp. Coi tao rảnh không? Ủa, mà nhà ông Út thợ mộc á, xảy ra chuyện gì vậy Tư? Trời ơi, thì có chuyện gì mới đâu à. Cái chuyện con Hiền đó. Tao nói không thấy đứa nào khờ như con Hiền. Thằng chồng nó đi theo gái mà nó không nói tiếng nào hết trơn, im ru. Ủa, vậy anh Ân bỏ đám cưới là đi theo người khác hả Tư? Ừ. Trời, nó bỏ đám cưới nó đi mà. Trời, tao cực khổ đi kiếm nó về, nó bỏ đi nữa mày. Trời ơi con Hiền, tao nói trời con Hiền nó khờ ghê luôn á. Nó đi thì thôi đi, không lần mò đi kiếm, đi kiếm rồi gặp hai đứa nó mày. Thấy gì không biết mà về nhà buồn khổ rầu khóc. Giờ bệnh rồi. Vậy rồi bây giờ bên nhà nó tính sao Tư? Tính vậy được nữa là tính. Bây giờ rối nùi như canh hẹ rồi. Tao tính còn không ra, đừng nói nhà đó, gỡ không có nổi đâu. Thằng Ân nó có con với nhỏ kia rồi. Mà con Hiền, trời ơi tao nói, bởi vậy không có đứa nào khờ như con Hiền hết trơn. Nó vậy rồi thì thôi, mình về nhà mình ở, mình kiếm chồng khác mình lấy, đúng không? Không, ở lại nhà đó làm dâu tiếp mày. Mày coi khùng không? Trời ơi, gặp tao mà coi đi. Ừ, thấy cũng lạ hả Tư ha. Chị bà, ý sổ anh. Dạ. Đi đâu ạ? À? Ôi, nhiều chuyện không, ngồi đây nói cho nghe. Ờ, chắc là tại ảnh gấp ảnh về cho cá ăn đó Tư. Làm gì mặt nó chầm chầm mà. Không có sao đâu Tư, ảnh về đó mà. Bà má ơi, con biết làm sao đây. Anh ấy đang rất hạnh phúc. Con
không thể phá hủy cái hạnh phúc đó được. Nhưng còn con thì sao hả ba má? Cố tình đợi em ở đây. Anh đợi tôi làm gì? Bây giờ tôi không còn tâm trạng để nghe anh nói bất cứ điều gì hết. Hiền à. Giả lại giữa tôi với anh không có điều gì để nói. Hiền à, không được. Cho dù thế nào đi nữa, bữa nay anh cũng không để em đi. Tôi là Hiền gái à, không có chồng. Xin anh đừng có tự tiện mà nắm tay tôi như vậy. Gái đã có chồng, em còn gọi thằng khốn này nó là chồng sao? Anh biết hết rồi, tại sao em cam tâm làm vậy? Tôi cấm anh xúc phạm tới chồng tôi. Chuyện vợ chồng tôi anh đừng có xen vô. Hiền à, anh đã quyết định rồi, anh không thể để em nhốt mình trong mối quan hệ đó nữa. Anh sẽ... Nghe anh đi. Anh Toàn à, có lẽ anh đã uống say rồi đó. Anh đi về nhà đi.